một tràng pháo tay cho các diễn viên còn rất trẻ trong đội Lân Sư Rồng Phú Nghĩa Đường. Thưa quý vị, múa lân là một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người dân Việt Nam chúng ta. Khi các con lân xuất hiện trong các lễ mừng và sinh nhật, các khai trương, các cửa hàng hay rất nhiều các sự kiện khác để mang lại niềm may mắn, tinh thần đoàn kết, sự sôi nổi trong các chương trình giao lưu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng về khu vực sân khấu của chúng tôi để cùng chào đón đội lân Phú Nghĩa Đường. Diễn viên rất tài năng của chúng ta hôm nay đến từ câu lạc bộ Lân Sư Rồng Phú Nghĩa Đường. Chào vào tay để cảm ơn các diễn viên.